Rồi, xin chào bà con. Dạ, thì cái bà Trinh, kế sách cấp chăn. Miếng giường này là người ta kêu không phục hồi được, mà hiện tại nè, chắc là xuống là có duyên rồi đó, chắc cho chú đẩy cái này luôn quá. Nếu mà đẩy cái này là bán 90% á chú Sơn. Dạ. Năm người khách hàng có đẩy cái này là bán 105.000 nè. Có một đợt là mình bán 170 mấy ngàn mới sụp xuống, năm rồi còn 100 chứ nhớ không? 170 mấy 165 ngàn đó. Rồi nó sụp xuống đó. Là cơ này đại nhân trang được đó đó. Mà nó sụp sụp năm rồi khách hàng cũng bán được 100, 120, 101, 102. Có những nơi sụp quá thì 90. Đi qua lấy bảo cậu anh ơi. À. Sao muốn làm sớm hay là chú nói với hiệp gì bà gia đình lại ha, chú cho cháu phải liền. Rồi chú bà gia đình đây, chú cho con hay. Ừ. Người ta kêu chú xài số thiệt không hả, xài đại dương gói 700 không hả? Gì đó. Bố con hiệp không á. Dạ. Có cái thằng gì nó chở xuống đó. Còn nó thúi góc vậy nè, cái nó thúi chú đào là chú táo dây góc dữ luôn. Ừ. Chú nó liền lên nè, bữa nay nó nhóm lên nè. Đi clip này nè con, clip này mới có cậu. Cây này thì cái cây này nếu mà cây này làm là cả 5-7 ngày nữa mình xuống lăng. Xuống lăng xong là cuối tháng 8 bắt đầu mình kéo mũ mình đậy nó ra mông dân đầu tháng 9. Nè nói với hiệp nè. Cái cây này á chú nói với hiệp là nó bị xì yếu phải không? Dạ. Cái nó đứng hoài ăn trái rồi cái nó đứng hoài. Ờ. Cái lấy gót 700 rồi sau cái mua can đại dương của hiệp đó đưa vô một cái độ mà nó nhào của nó ra sau nó trễ. Rồi nó ra một cái nó phủ vàng lá hết trơn luôn. Nó có một cây mọc đó. Một cây mọc đó. Dạ. Cây này nó xì mũ này gốc nè. Ừ. Bạn gia đình lại đây, nếu mà chú làm cây sao nó là trễ lắm nha. Vậy đó hả? Cây sao nó là dây chăng tháng 10 đúng thuận luôn á. Bởi vì chú nó thiệt chứ thiệt không, mới làm năm rồi là đầu tiên. Ừ. Rồi không có hỏi ai hết trơn. Năm rồi rụng quá, rụng mới điện con. Thì mới điện cho thiệt đó. Rụng xanh mặt hết mà. Trời đất trời. Năm đầu nữa. Bả giá tới heo quay luôn đó. Giá cũng heo quay luôn hả? Ừ. Giá heo quay là rụng 7-80 ký đó. Cây này lực lắm rồi, được rồi, bán thông gì là vô tư lực lắm, mà hên cái là cây này nó đi đợt trẻ người ta nè, đáng lẽ của ta giờ đang mở lùa hết. Cây này đi sớm nè, cây này nó cắt bỏ là quá nó bị tăng cho nó nè hiệp. Cây này nữa hả? Ừ. Cũng cái cây này bị nặng luôn. Cây này chú lấy đại dương á, chú tưới cho con lặn tưới 100 c. Tưới 100 c không được trăm, dạ không được đâu, tưới 100 c với 125 cc, hai lần tưới là nó ra cái nột lấp hết. Bây giờ nó nhúng ra rồi nè. Miếng này chú được nhiêu hết luôn là nhiêu cây? Là 98 cây. 98 cây. 98 cây. Chắc bỏ là 2 cây. Dạ. Là không gầy này, cây này mấy cây 2 quá. Cây này cây 2 nè. Dạ. Còn mấy cây bây giờ đó ăn một lượt với chú mới lấy được con cây 1 à. Ừ. Mà cây 1 mà kêu bằng khô nhắm cho bằng khá lã hết trơn luôn. Dạ. Chết bởi vì giờ này mà nó bóng lưỡng như thế này mà người ta ăn lưỡng chứ mình ta mới có một cây à, mình làm trái được rồi. Trời ơi, chưa đủ lá nữa mà. Dạ. Còn mình tưới có 700 gì? Tưới có 700 với đại dương không, bây giờ mình làm trái được rồi. Ừ, gót lại mua chín rồi có hiệp hai can đại dương đó. Dạ. Rồi tính mua thêm can nữa nè, đặt hàng ngay can đại dương nó còn 20-30 can à, nó hết luôn rồi đó. Con chừa lại cho chú, con chừa lại chú không bán, để rồi chừng nào ông alo rồi con treo xuống để con bán hết. Ừ. Bắt ngang nó đi cưng, đi cầu được mà. Chú à, nói thiệt chứ à, hiệp đã hen là được rồi, lấy ba cái thuốc của hiệp đó. Dạ. Quản lý dày là cứng khờ luôn, không mẻ luôn hả? Dạ. Cái cây chấm con. Cây đâu rồi đó. Lại chấm cái xe lại. Ủa bữa hôm nội thấy cây đó mà. Cái này chú trồng 8 mét rồi, 7 mét quá. 7 mét. 7 mét mà nó giao tàn hết rồi. Cái này làm trái vô tư. Ủa mấy thằng đó đó có kiểu gì vậy đó. Dạ. Nó ăn rồi nó sơ xác vậy đó. Rồi nó chết thôi 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 thôi. Năm rồi năm nay sầu riêng làm chết lắm chết. Năm nay thứ nhất là lái neo, thứ hai là hạn hán kéo dài nữa. Xài hóa học không là chết. Bởi vì chú nói hôm nay ta gãy hóa học không là chết nhiều là phải rồi. Chú nó đó có thằng hiệp đen hồi đầu mùa tới giờ chưa mà có một miếng hóa học nào, hai cơ đọt. Không có hóa học nào chứ mà hai cơ đọt mà cái gì nè. Không có miếng cái này nữa ra ở dưới này coi nè. Dạ. Ra thấy thương luôn mà.
Ủa mẹ nãy mấy thằng đó ra đụng mấy ông lại gì mà nó ra sao mà đụng không có buông một nít nữa. Rồi vô chỉ mấy thùng thuốc cho mà coi đó. Dạ. Chỉ cho nó đó ha. Nó đụng tao xài cái đó vậy cái đó vậy không. Dạ nói ông xài gì phải giữ không hả? Ờ nó đụng mẹ ông chơi thứ này ai trời lợi không. Nó đó đụng mẹ chứ một năm có một lứa một à. Thì đó. Mà nếu mà quánh vụt một cái rồi là thua. Cứ đi kỹ nha con đi được. Hồi đó là đâu biết đâu, mình đâu có nhìn lá được, còn bây giờ dễ gì. Hồi đó thế nào cũng lộn mà chú ơi. Đưa cho mình lộn, tại vì hết cây nó nhét đại á. Mình nhìn lá mình không biết nên mình trồng. Không nhận xin cơ si vô lộn, lá nào lá nấy rồi nè. Cái này nữa nó mở một cái ông nội rồi đẩy cơ si á. Dạ. Nhưng mà nữa, ủa của Thần Hiệp có khu mát không? Có chứ. Thôi nữa tôi mua cái đó mà mới thấy mà đăng lên đó. Dạ. Quá đẹp. Rồi vậy bạn gia đình lên đi, bạn gia đình lên đây, nếu mà nó làm sớm thì làm sớm, tại sao thì nó an toàn hơn. Nhưng mà tụi con làm từ ra này trở đi, từ tháng 8 9 trở đi thì ok. Rồi là hiệp kê ghi pháo này hiệp. Dạ. Tôi bị sụp đổ nha. Đó, đây. Mua về hết chỗ là hiệp muốn đòi tính vô. Thấy thương thì chứ không ra từng nách vậy nào không thấy không? À, đều bắn hết trơn vậy hả? Dạ. Mà đọt đủ cũng đâu có ốm đâu. Đúng rồi. Cái nách mà nó ra ba lá không nè, ba lá bốn lá không nè. Mà nó nâu ùm mà. Mấy này đủ trời nó làm cái gì nó đen dữ trời dữ trời. Mà không có món học nha, mình là nó không có món học. Cái này tôi nói nãy cho nó. Đâu có xài miếng hóa học nữa, nó lộ ra nhược luôn hả? Dạ. Không có xài miếng hóa học đó. Ok, bạn gia đình lại đi. Làm xong viên này Hiệp ơi. Ừ. Là phải xài thuốc bệnh chứ cái tiếng trùng với cái pH. Chính xác. Cái pH với tiếng trùng là quan trọng nhất. À, tại vì nó nằm dưới đất mình không thấy. Không xài thằng đó cái cây này chứ nó thiệt chuyên hiệp đó hen là nó chết đi sống lại đâu chừng 3-4 lần vậy. Ừ. Mà đưa pH với tiếng trùng vô rồi những nấm bệnh đó hen. Ổ nữa để bắt đầu nó sung cho nè, bà con nhìn nè, nó bị tiếng trùng như nè. pH thấp này là lá cháy gì ở không nè. Đó đó. Là sao nó ra được? Khi mà mình như vậy đó. Dạ, khi mình xử lý tiếng trùng được thì nó hết bị bệnh vô rễ thì nó bắn đọt ra thôi. Ừ, pH nó cao lên nữa. Chú nói Hiệp ra, thí dụ như mấy này nó yếu quá nó ra không kịp với mấy này. Dạ. Rồi bạn gia đình nó đi, có muốn làm thế nào, muốn làm cái này cũng cho làm cái này, muốn làm cái sao làm cái sao. Cây sao thì khỏe hơn khỏi đậy. Hết biết rồi Hiệp ơi. Dạ. Cây sao thì giá cả là mình không biết nha, không quyết định được. Cây sao thì giá rẻ. Thì nó bán cũng như năm rồi 60-70. Ồ mẹ chồng thay hết biết đó. Bị mẹ nó dây mà nó mướt rồi nè. Dạ. Rồi ok. Cái chú gì? Hết luôn là gần 200 cây, 200 mấy chục cây hả? Chởn hả? Lớn nhỏ luôn. Cái miếng này có chú nếu mà chởn với ý à, chởn với miếng này không là 370 mấy cây. 370 mấy cây. Ừ. Mỗi miếng chởn này ghi 6 không à. Dạ. Ngày mới suy tàn nhẫn chứ rồi nó chết nhánh đùng nó lả hết trơn rồi. Rồi chào bà con, đây là những sản phẩm dưới gốc mà chú Sơn đã lấy cây đọt cho phục hồi của mình. À, cắt một lượt mà ta được một cây đọt thôi, còn hiện tại dưới mình là được hai cây đọt rồi. Và những cây lực đã làm trái được rồi nhưng mà tính thả tới cây thứ ba. Đó thì đây là hai dòng kích rễ ha, nhập khẩu nguyên đai nguyên kiện từ Thổ Nhĩ Kỳ về. Phân thuốc canh thiết nhập khẩu thì mình làm canh thiết nhập khẩu đã 2 năm rồi, năm nay là năm thứ ba rồi, chuẩn bị bước qua năm thứ ba rồi đó. Thì hiện nay có rất là nhiều canh thiết nhập khẩu nhưng mà chất lượng và công thức hoàn toàn nó khác nhau hết rồi nha. Đó thì mình dùng canh thiết thì mình được cái lợi thế là hàng nhập khẩu, thì mình biết chắc chắn là hàng nhập khẩu thì mình dùng đó. Rồi đây là canh rốt 700 nha, Hiệp hay nói nó là kích rễ bằng con đường hóc môn tăng trưởng của thực vật đó. Đó, à, hóc môn tăng trưởng của thực vật tức là mình thủy phân từ thực vật đó, những cái hóc môn tăng trưởng của nó mình mà là được làm bằng thủy phân từ thực vật, nó có nhất là nhiều công nghệ chống chết cho cây trồng của mình nè, rất là hay nha. Thành phần đăng ký hữu cơ lên tới 45% đó, rốt 700 đấy, chủ vườn diện tích rốt 700 dưới cành đại dương đó. À, đó nếu mà được bổ sung thêm cái đạm cá đại dương nữa thì còn tuyệt vời hơn nữa nè, mình sẽ cho chủ vườn cộng thêm đạm cá đại dương vô nữa. Đó thì dưới gốc mà bà con
dùng rễ, dùng đất của mình mà bà con được cái cành đại dương này kết hợp với xen kỹ cành rốc 700 nữa thì cái cây nó phục hồi nhanh và cái cây như đấm rừng là bình thường ha. Đây cái cành đại dương thành hằng phức hợp này, bên Thổ Nhĩ Kỳ người ta ghi nè, đây đó, 66% là hữu cơ, nó axit humic 3, amino 2,9%. Đấy nha, cái cành đại dương này về á, là một container hiện tại chưa được một tháng mà nó sắp hết hàng rồi, hiện tại thì Hiệp chỉ còn mười mấy 20 can thôi đó. Và cành đại dương này đợt này về tới 29 kg lần, tức là chất lượng của nó, thị trọng của nó rất là cao. Đáng lẽ 20 lít thì giỏi lắm nó 21 kg thôi, nhưng mà hàng nhập này canh thiết này 20 lít nó tới gần 29 kg đó nha, chất lượng rất là cao. Thì Hiệp đã khẳng định được cái sản phẩm đại dương này đi vào lòng bà con, đi vào cái cách sử dụng của bà con và được bà con áp dụng trên vườn rất là nhiều rồi, nhưng mà mình muốn làm chất lượng một ngày nó tốt hơn nha. Đó, chất lượng tốt hơn thì có chất lượng nó mới sẽ đi đường dài được, và có chất lượng mới được bà con mình tin tưởng. Đó, đây là hai dòng kích rễ rất là mạnh bên mềm. Đó. Rồi, cảm ơn bà con.